Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Các mã hàng mới bên em tiếp tục về ngập kho để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Hàng của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ và công suất của nó sẽ là 1.500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Rất là ngon cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác sử dụng thì xoáy cho em đồng thời cả hai nút nhá. Nút bên này nó sẽ là nhiệt độ, nút bên này là thời gian này, min max là nhiệt độ và thời gian. Đấy, về nhà các bác bóc cho em cái màng chống xước này ra. Đó, đây. Ở trong này của nó sẽ là một cái con mai so tỏa nhiệt như này. Thì nó giúp cho làm chín đồ ăn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đó, làm chín làm nóng các kiểu con là điều luôn. Điện 220V nhá, 1.500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ các bác nhé. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên này, đấy. Nồi chiên không dầu. Không dầu. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít. 10 lít cả vỏ luôn, cả cái vỏ to này, cả cái vỏ này là 10 lít này. Còn nguyên cái phần để chiên này thì vào khoảng 4 lít này, 4 5 lít. Giá sẽ là 590.000. 590k và bao ship tận nhà cho các bác nhá. 590k. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 590.000 cho các mã nồi chiên không dầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình áp quy nhá. Đấy thì nó sẽ có hai dòng, một dòng em lên cho các bác cái mã sạc bình áp quy nhá. Có con là 12V và con này là 1224. Con 12V này thì nó sẽ là 8A và 4A này. 12V thì 8A, 24V là 4A. Còn con này của nó thì nó sẽ là 12V 5A. Đấy, nôm na nó là như thế. Còn tùy theo các bác nhu cầu các bác như nào các bác mua. Con này thì sẽ là 12, 24, 290k bao ship nhá. 290.000 bao ship. Đấy, còn con này thì sẽ là 12V 190k. Đấy, tất cả thì đều có chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều rồi, nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là con 12, nguyên 12 này. Còn con 24, 12, 24 thì nó sẽ to hơn một chút này. Đấy, nó to gần như gấp đôi luôn, gần như gấp đôi, dung lượng của nó lớn hơn, đều là có khử sun phát đảo chiều đảo biết các kiểu con là điểu luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Bộ điều khiển từ xa Cương ơi, bộ điều khiển từ xa thì bên em có hai mẫu, một là mẫu cắm trực tiếp nhá. Đấy, về nhà thì các bác có thể cắm thiết bị mình vào đây, sau đó thì dùng cái công tắc này cho em lấy trên cái bộ đấu nối. Đấy, cắm trực tiếp thiết bị vào đây, sau đó thì mình điều khiển qua cái này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ này là bộ cắm trực tiếp nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng đấu nối như này. Đấu nối này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều khiển từ xa nhưng mà về nhà thì các bác bắt buộc là mình phải đấu nối vào cho em nhá. Đấy, bắt buộc phải đấu nối này, có cái móc khóa này. Và về nhà thì các bác đấu nối vào cho em. Đấy, đầu vào đây, input vào này, vào này. Đấy, sau đó thì đầu ra này. Đấy. Thì đầu vào của thiết bị này, sau đó là ra thiết bị đây. Đấy, và con này cũng có điều khiển từ xa đây, có điều khiển từ xa đây các bác này. Đấy. Thì con này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen này, đấu nối màu đen. Giá sẽ là 95k nhá. 95k thì cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển cắm trực tiếp, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000 và bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ cao hơn một chút nhưng mà rất là tiện dụng luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa bão, mùa thấm rột rồi thì các bác dùng cái xịt này cho em rất là tiện này. Đấy. Trước khi dùng thì lắc đều lên cho em và cái phát nhấn đầu tiên là nhấn quan trọng thì các bác nhấp mạnh tay cho em một chút này. Đấy, đấy. Lắc đều lên cho em, sau nhấp mạnh tay một chút để cho cái nó ở cái đầu này thì nó hay bị tắc ở cái đầu này là do nó đang bị khô ở cái đầu này. Đấy, nó ở khô ở cái đầu này thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy. Lắc đều lên cho em, sau đó thì mình nhấp đều lên cho em. Đấy đây. Nếu mà các bác mà nó bị tắc nha thì các bác cứ nhấn lì để cho nó đẩy hết cái phần đặc ra. Đấy, đây. Bác thấy không? Đây. Đấy. Khi em xịt lên như này thì cái xịt lên như này thì khi mà các cái phần thấm rột này, đấy nó là dạng là nano, nano các cái phân tử nano nó sẽ thấm vào các cái bề mặt mà bị lỗ, bị thấm rột nhá. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là bịt hết các cái phần bị thấm rột, bị nứt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, bình xịt chống thấm. Giá sẽ là 45k trong bình xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Đấy. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này, 50.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy. Con này thì các bác có thể diệt được hết các loại chuột luôn, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là diệt được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, hàng thì hàng nó sẽ là hàng số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bán trên toàn cầu luôn, bán trên toàn cầu luôn nhá. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan mà bán trên toàn cầu luôn, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá, hàng của Nhật. Con này thì dòng này thì cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì giúp cho các bác là trị chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Thì nếu bác nào mà hay bị đau lợi, viêm lợi, chảy máu trên răng thì dùng cái này cho em. Rất là tiện luôn, một combo như này 6 chiếc, giá sẽ là 25k một trong một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ này bao gồm 6 cái. Giá siêu rẻ luôn. 1 2 3 4 5 6. Đấy, tính ra là 6 4 24 và có 4.000 thôi. Và có 4.000 cho một chiếc bàn chải như này. Mà hàng nội địa của Nhật, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. Combo cho các bác là vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. Đấy, 30 lưỡi, một bàn cạo, một đây, một bàn cạo, một hộp kem như này. Một bàn cạo, một hộp kem và sẽ có cho bác là vào khoảng 30 cái lưỡi như này. 30 cái lưỡi, lưỡi là lưỡi kép nhá. Các bác dùng để mình cạo râu rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 55.000 thôi. Một bộ này thì của nó là thấp nhất là được 30 lưỡi, có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi nhá. Đấy, nhưng mà em cứ tính nôm na nó là 30 lưỡi thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem này. Đấy. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 55k nhá, 55.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 cho một vỉ như này, bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. Đấy, đũa inox 304, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Đấy, lên cho em là đũa inox. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác nhá. Giá chỉ có cho các bác là cái mã giúp cho em đó là đũa inox này. Đấy. Đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này nhá, 55.000 trên một vỉ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 một dây, 50.000 một dây. Ở đây thì nó sẽ có 3 đầu như này nhá, chiều dài khoảng 1 mét nhá. Chiều dài khoảng 1 mét có 3 đầu này, Samsung Taishi đều được hết nhá. Hàng to chống đứt này. Đấy, dẫn điện tốt này, cho nên là các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, chống cháy nổ rất là tốt luôn. Tên mã giúp cho em đó là sạc béo. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Sạc béo 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các sản phẩm đó là cái kính hàn nhá. Đấy, kính hàn. Giá sẽ là 100 lên cho bác cái mã kính hàn điện tử nhá, kính hàn điện tử đây. Đấy, thì các bác nào chuyên làm thợ hàn thì dùng con này cho em. Về nhà thì hàng mới tinh của Nhật này. Bóc cho em cái giấy bóng này ra này. Đấy, các bác bóc hết lột cho em cái giấy bóng này đi. Đó. Và đây thì nó sẽ là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác yên tâm không cần phải sạc này. Đây nhá. Các bác dùng khi mà dùng bình thường thì nó sẽ là như này. Đấy, thì khi mà có ánh đèn mà chiếu vào ấy, có ánh đèn mà khi mà bị nó bị phản xạ ánh sáng nhá. Đây các bác này. Đấy. Khi mà nó bị phản xạ ánh sáng thì nó sẽ che cho các bác nhá. Đấy, nó sẽ che cho các bác luôn. Thì con này khi mà phản xạ ánh sáng thì nó sẽ tối đi nhá. Đấy. Khi mà các bác hàn ấy thì cái tia hàn của mình nó sẽ giúp cho các bác là tối đi. Đấy. Cái tia hàn nó nhấp nháy là nó sẽ giúp cho các bác là che tối đi. Bỏ ra thì nó lại sáng, nôm na nó là như thế nhá. Nên mã giúp cho em đó là kính hàn điện tử này. Đấy, có dây đeo rất đàng hoàng. Giá thì đợt này thanh lý cho bác, giá chỉ còn 140.000 trong con kính hàn điện tử như này thôi. Lên cho em là kính hàn điện tử, giá sẽ là 140k nhá. 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 190.000. Đó. 190.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy. Ở đây thì sẽ là bao gồm là vít này, điều khiển này, một pin năng lượng này và một đèn thế này. Đấy. Con này thì ban đêm thì khi mà các bác cắm vào trong cái tấm pin thì ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Đấy, ban ngày nó sẽ tắt. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là khá là sáng luôn. Thì rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, có thể xoay đảo chiều như này. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Con này thì khi các bác dùng thì nó khá là tiện ích và vừa vặn. Đấy, có tấm pin năng lượng các bác cắm vào, có điều khiển điều tiết đàng hoàng, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho bác luôn, 190.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cước câu các bác này, đây cước câu đây. Đấy,
Các bác lên cho em là cước câu nhá. Đấy, con này thì một quận như này, chiều dài của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Cước này là cước 3 ly nhá, cước 3 ly, rất là dài luôn các bạn này. Đấy, cước siêu dài luôn các bạn. Đấy, siêu dài luôn, cá to cá nhỏ sơi được hết nhá. Lên cho em là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Giá thì lên cho em là cước câu giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái quận cước câu như này thôi. Nói chung là thoải mái luôn, về nhà các bác sử dụng thoải mái luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Một quận như này thì nói chung là dùng thì có mà dùng cả đời luôn các bạn, nhiều lắm. Đấy, lên cho em là cước câu, giá của nó sẽ là 20k cho một quận cước câu như này nhá. 20.000 cho một quận cước câu như này. Ừ, ok. Hello các bác nha, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa phúc lộc thọ như này nhá. Đấy. Hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Chuyển khoản hết thì bên em mới bán. Tam đa phúc lộc thọ. Đó. Bộ ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa phúc lộc thọ này, ba ông như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tác của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn, với một lưỡi đi kèm nữa là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này 130.000 nhá. Lên cho em là dao cắt kính cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy. Cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này, sau đó thì mình đưa vào này, vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhé. Đây cái chỉ này, và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây mình sẽ đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây. Đấy, anh chị quan sát nha. Đây. Đây. Đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ không đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính nhá. Cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Em cắt kính nhá. Đó. Thấy không? Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Cùng em đặt với cắt luôn. Cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em sẽ cắt cái viên này nha. Đây. Rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sới cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sới cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Đây. Đấy. Đây các bác này. Đó, môi sới cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá, nhưng lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm.
lên cho em là môi suối cơm nhựa nha. Môi suối cơm nhựa trong giá sẽ là 50.000, 50k cho cái môi suối cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nha, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này chị em. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy, các bác có thể là đấy, cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Đây mang giúp chị em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình như này các bạn. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này. Rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên cho em là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân, cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này, về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân, cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 sen, 2 sen rưỡi đến 3 sen. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn. Khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm bên điếc. Đấy, hoặc các bác đi đường điếc, hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá. 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút thổi bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thử bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này, 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá, bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu, con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng
Con này chỉ khoảng trên 10W thôi, trên 10W thôi, nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đây? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 thì cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá. Sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi, bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng LED nhá, bằng LED. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá. Con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục, nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này, bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, để co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50k. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50k cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên cho em là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đồng hồ nó bị bong dây như này các bác này. Đấy. Đây. Hàng thì vẫn chạy bình thường nhá. Hàng vẫn chạy bình thường, nó bị bong dây như này. Về nhà các bác ra ngoài thợ các bác lắp vào cho em là xong. Con này em đang bán là 150.000. Thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bong dây 50.000 các bác này. Đấy. Ngoài ra thì đây một con nữa này. Con này thì chắc là nó hết pin thôi. Thì về nhà các bác thay pin vào cho em. Đó, thay pin vào cho em. Nó hết pin, về nhà các bác thay pin vào cho em nhá. Con này cũng bán 50.000 luôn. Về nhà các bác tự thay pin nhá. Em lười em không thay pin. Đó, có hai mã đồng hồ này. Ngoài ra thì bên shop có một con đồng hồ cơ này. Con đồng hồ cơ này rất là ngon, em đang bán là 500 mà không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì con này cũng thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con đồng hồ cơ như này. Đấy, đồng hồ cơ giá thanh lý 100.000, về nhà các bác cứ ra thợ họ sửa cho. Tiếp theo là cái cắt băng dính nhá. Cái này thì các bác đặt cái này ra này, lắp cuộn băng dính vào đây cho em, sau đó thì mình cắt. Đấy, cái này là nó sẽ là cắt cái băng dính thế hệ mới, cắt rất là ngon luôn. Đấy, con này thì em cũng thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k nhá. 30k cho cái cắt băng dính như này, 30.000. Tiếp theo thì em có 4 con điện thoại này, 4 con điện thoại như này. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 một con nhá. 10.000 một con. Đây. Hàng như hiện trạng như này, thanh lý 10.000 một con. Đấy, 10.000 một con. Các bác cứ mua về sửa, sửa được thì sửa nhá. Các bác ra thợ sửa. Đó, cái này thì nó chỉ có máy không như này thôi, máy không như này thôi nhá các bác nhá. 10.000 một con. Tiếp theo thì cái hũ gia vị này. Hũ gia vị thanh lý cho bác với giá đó là 5k nhá. 5k cái hũ gia vị như này. Các bác chỉ về chỉ mở nắp ra cho gia vị vào đây, cho gia vị vào đây. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá.
hũ gia vị 5k. Đấy, đây xoay đi này, hũ gia vị 5.000, các bác về các bác tra tiêu điều vào đây đấy. À, cái đuôi có công tắc như này cũng 5k luôn, 5k cái đuôi có công tắc như này nhá, 5.000. Tiếp theo là cái máy lắp và cái máy massage chân ấy, massage cánh bướm cũng bán cho các bác với giá đó là 5k, 5k cho một cái như này nhá, 5k cho một cái máy như này đấy, 5.000 một cái. Về nhà các bác sạc pin rồi mình sửa chữa. Tiếp theo là cái bộ lưỡi kem nhá, thì cái này nguyên lưỡi không thôi, thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 nhá, 10.000. Chỗ này thì nó phải được mấy chục lưỡi luôn đấy, 10k thanh lý, 10k các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì một cái quạt phun sương nhá, quạt phun sương cái này thì nó lỗi ở đâu thì em không biết đâu. Đây cái này ví dụ cái này nó bong dây thì về nhà các bác đấu dây vào này. Đấy, hai cái nó đều bị bong cánh quạt rồi, thanh lý cho các bác với giá đó là 30k nhá, về nhà các bác tự chế cháo 30.000 cái quạt phun sương như này đó. Phương ơi, tiếp theo thì em có hai cái cục pin của áo điều hòa hàng của Nhật nhá. Hàng này thì nó bị lỗi mà không biết lỗi ở đâu thì về nhà các bác có thể mua về để mình chế cháo hoặc đóng pin đóng biết tùy. Bán cho các bác 20k cho một quả như này, 20.000 cho một quả như này nhá. Bác nào có áo điều hòa thì mình mua về mình chế cháo nhá. Đó. Tiếp theo thì em có một con sạc dự phòng, con này còn ngon nguyên nhá. Đấy, còn ngon nguyên. Hàng nội địa của Nhật, 10.000 mAh. Đấy, hàng con này hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam, made in Việt Nam đây. Con này em bán cho bác với giá đó là 50k nhá, 50k. Con này thì hàng vẫn dùng ngon nhá, có thể sạc được từ 2 đến 3 cái điện thoại liên tục nếu đầy pin nhá. Đó, hàng vẫn dùng ngon. Thanh lý cho bác với giá đó là 50.000, sạc dự phòng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo khui bia nhá. Kéo khui bia thì em về lô này nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đỏ và màu trắng như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, lên cho em là kéo khui bia. Giá thì sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Đó, hàng siêu dày luôn. Hàng rất dày các bạn, thép SK5 của Nhật này. Đấy, có chức năng là khui bia này, cắt gà cắt cá này, kẹp cua kẹo mở nếp chai đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, rất là dày các bạn này. Kéo rất dày luôn. Giá thì sẽ là 70k nhá, kéo khui bia 70.000. Kéo bếp vàng thì bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng như này, hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, cũng rất là ngon luôn. 30.000 một chiếc, Japan nhá. Đó. Bán lẻ sẽ là 30.000. Mua số lượng thì sẽ là 100.000 bốn chiếc. Đấy, bán lẻ sẽ là 30k một cái nhá. Đấy, 30k một cái và 100.000 bốn cái. 30k kéo bếp vàng 30k trên một chiếc nhá. Đấy, 100k này. Đấy, trên bốn cái luôn, 100k trên bốn cái. Giá thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Đấy, dây này các bác dùng để tắm kỳ cọ này. Giá sẽ là 15k. 15k nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Đấy. Cái này thì rất là tiện thôi. Các bác cho xà bông tắm các thứ vào đây, sau đó thì mình kỳ cọ này. Đấy, rất sạch sẽ luôn nhá. Chân tay rồi nói chung là đa di năng luôn. 15k. Đấy, chân tay đây các bác, ví dụ chân thì các bác kỳ như này này. Đấy. Rồi nói chung là chân này. Đấy, nói chung là đa di năng, lưng, cổ, vai gái đều được hết. 15.000 cái dây tắm như này. Tiếp theo thì Phương ơi, em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi nhá. Đấy, lấy cho anh một cái đuôi ấy ra đây. Cái đuôi đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con đuôi này thì nó sẽ có một chân xoáy thôi. Đấy, có một chân xoáy cho nên em gọi nó là đuôi một chân xoáy như này. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ cảm biến sáng tối cho các bác luôn, và có chế độ điều chỉnh ở đây. Đó. Lòng lên dây. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng một chân. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Còn con này thì nó sẽ là dòng hai chân luôn. Hai chân như này. Đấy, hai chân thì gọi là hai chân thôi nhưng mà nó là các bác lên cho em là con này là đuôi cảm ứng xoáy trực tiếp. Đấy, con này nó sẽ xoáy trực tiếp luôn, về nhà các bác không cần phải đấu dây. Đấy. Như con này thì các bác vẫn phải đấu dây, nó hơi phức tạp. Về nhà các bác phải đấu dây vào. Đấy, còn ví dụ như con này là các bác về nhà thì cắm sang bên này. Về nhà thì khi mà các bác đã có cái đuôi sẵn như này rồi nhá, các bác chỉ cần xoáy cái đuôi này vào cho em này. Xoáy cái đuôi này vào. Đó. Sau đó xoáy bóng vào đằng trước này thì các bác bỏ cái quả bóng cũ ra, bỏ quả bóng cũ ra và xoáy và cái này và cái đuôi cũ của các bác, sau đó xoáy bóng vào cái đuôi mới của em là xong. Đó. Thì các bác lên cho em là đuôi xoáy trực tiếp nhá, đuôi xoáy trực tiếp, giá sẽ là 60k. Đấy, đuôi hai chân xoáy trực tiếp này. Đấy. Đuôi hai chân nhá. Cái này nó sẽ là hai chân xoáy trực tiếp. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá, 60.000, đều là cảm ứng chuyển động hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì công suất của nó sẽ là 1 đây.
Một con máy như này là 250W, điện 220V. Đấy. Các bác dùng thì rất là thích luôn. Chỉ việc là cắm điện vào cho em này, cắm điện vào này. Đó, sau đó thì nhấp này là nó chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác nghe tiếng máy kêu chưa? Máy chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác dùng để xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều, cà phê, ngũ cốc đều được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Máy xay khô 120k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đuổi chuột nhá. Đấy, con này thì sẽ là máy đuổi chuột. Giá sẽ là 35.000, 35k cho con máy đuổi chuột như này. Con này dùng rất là nhạy luôn, chuột, côn trùng, kiến gián đuổi được hết các bác nhá. Chuột, côn trùng, kiến gián. Về nhà chỉ việc cắm vào nguồn điện là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái này là nó sẽ là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó là 50 miếng, giá chỉ có 40k thôi, bằng một bát phở thôi nhưng mà dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đấy, người lớn, trẻ, nhỏ, người già dùng nó hết nhá. Ban đêm trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra, sau đó thì mình dán vào cái gan bàn chân cho em. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái đèn 8 cánh này. Bóng đèn 8 cánh như này, con này thì siêu sáng luôn. Đó, bóng đèn 8 cánh siêu sáng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đây. Đấy. Sáng lắm các bạn. Đấy, đèn 8 cánh siêu sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Sáng rực rỡ luôn. Đó. Công suất của nó là 200W nhá. 200W điện 220V. Đèn 8 cánh. Lên trên là đèn 8 cánh, có thể gấp gọn vào như này. Đó, bóng đèn 8 cánh. Con này giá của nó sẽ là 190k nhá, 190.000. 190k cho con bóng đèn 8 cánh như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy. Đây. Con này nó sẽ là con 5 cánh này. Con 5 cánh này cũng rất là sáng luôn. Đó, đây. 5 cánh như này, rất sáng luôn. Đây con này. Con này rất sáng luôn. Đây em đang thắp cho các bác xem này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, sáng trưng luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đấy. Xin nhắc lại là các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh, và bác nào chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác ba cái mẫu thắt lưng dù, thì nó sẽ có tên như sau: thắt lưng đại bàng, thắt lưng dép và thắt lưng lỗ. Đấy, tất cả đều được làm từ sợi dù nhá. Đều được làm từ sợi dù. Bền thì vĩnh cửu luôn, bền thì vĩnh cửu luôn. Đó. Bền thì vĩnh cửu luôn các bác nhá. Và cái độ dài thì nó cũng na ná như nhau thôi. Nó sẽ vào khoảng từ 1m1 đến 1m2. Từ 1m1 đến 1m2 nhá. Đây. Đấy. Cái con thắt lưng lỗ này thì nó dài hơn, chắc là nó vào khoảng 1m2. Còn hai con thắt lưng đại bàng và thắt lưng dép này thì nó sẽ là 1m1 nhá. Con lỗ này thì nó có dập sẵn lỗ cho các bác đây rồi, và rất nhiều lỗ luôn. Rất nhiều lỗ nhá. Rất nhiều lỗ thì các bác cứ thích dùng lỗ nào thì mình cho vào thôi. Còn hai con này thì nó sẽ là lẫy sập nhá. Hai con lẫy sập. Đó. Hàng thì đều là hàng của Mỹ hết này. USA này, hàng của Mỹ. Các bác yên tâm sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó đây. Sập vào thì em là xong này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng lỗ này, 70.000 này. Cái thắt lưng đại bàng. Thắt lưng đại bàng này, 120 này, với cái dù. Thắt lưng dù 80. Rồi ok nhá. Thắt lưng dù 80k. Đó, thì bên em có 3 mẫu như vậy. Giá nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, giá sẽ như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Con đại bàng này là đắt nhất này, 120.000 này. Đấy, còn con thắt lưng dép này thì sẽ là 80.000 này. Còn con thắt lưng lỗ này thì sẽ là 70.000. 70.000 cho con thắt lưng lỗ như này. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái chai xịt nhà tắm, nhà vệ sinh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dung dịch xịt như này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó là dạng kem như này và hương chanh rất là thơm luôn. Các bác xịt ra thì nó sẽ là đánh tan các cái mảng bám, rồi nói chung là dầu mỡ. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là xịt nhà tắm, nhà vệ sinh, 40.000 các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chổi các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chổi để các bác lau bàn bếp nhá, lau bàn bếp ga, rồi lau cửa kính, thứ rất là ok. Nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán ở đây, một miếng dán ở đây các bác nhá. Đó. Một cái miếng dán ở đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là lắp vào đây cho em này. Đấy, sập vào đây cho em. Sập vào đây này. Đấy, ở đây nó có lẫy sập này các bác, sập vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì khi mình rửa thì mình kéo này cho em. Đấy, kéo này mình lại thả ra. Đó. Lên cho em là
chổi lau bàn bếp nhá, chổi lau bàn bếp rất tiện ích luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình lau này, kỳ cọ này, đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Và khá là vừa vặn để cho các bác sử dụng nhá, rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40.000. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn thóc nhá. Đấy, đèn thóc đây. Đấy. Một con đèn thóc như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì chỉ có 60.000 trong con đèn thóc này thôi, siêu sáng luôn nhá. Nó sẽ có 3 chế độ, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đây. Dài khoảng là 20 đến 25 cm. Đây là báo pin luôn cho các bác này. Đấy, rất sáng nhá. Đây em sẽ dọi cho các bác xem này đây. Đấy, đây khoi em này, các bác thấy không? Ban ngày mà đèn còn dọi như này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha nó dọi rất là xa và sáng luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc nhá. Giá cực ưu đãi cho bác luôn, chỉ có 60 cành trong con đèn như này thôi. Đấy, bên trong của nó sẽ là pin 16850 cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc, giá sẽ là 60.000 nhá. Đèn thóc giá sẽ là 60k cho một con đèn thóc như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là con sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời cột nhá. Đấy, năng lượng mặt trời cột. Con này thì giá của nó sẽ là, con đèn năng lượng này là bao nhiêu đấy? Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 1 này, 2. Nguyên cái tấm pin con này bao nhiêu? Nguyên cái tấm pin này của nó là 50 cm nhá, dài khoảng 50 cm rồi. Đấy, còn là tính cả đai này thì nó sẽ là vào khoảng 60 cm. Giá sẽ là 590k nhá, 590.000 bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là đèn năng lượng mặt trời nhá. Đây các bác này, đấy rất sáng luôn. Dập anh ấy cầu dao. Đấy, rất sáng luôn các bác này. Đó. Dập cầu dao, dập cầu dao. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng cảm biến nhá, rất là sáng luôn. Đó, đây các bác này. Đây, các bác thấy chưa? Đây. Test cho các bác xem luôn, trực quan sinh động nhá. Đấy các bác thấy chưa? Đây. Cả cái không gian này của em là hàng trăm mét vuông mà nó rất là sáng luôn các bác nhá, rất là sáng luôn. Thì các bác chiếu vào cái không gian sân vườn thì rất là hợp lý các bác này. Rất hợp lý luôn. Nó sẽ có cho các bác một tấm pin năng lượng mặt trời như này và hệ 6 đèn LED như này. Đây, rất sáng luôn. Rồi. Đấy, sáng khủng khiếp luôn các bác nhá, sáng khủng khiếp luôn. Đó. Và nó là dòng cảm biến nhá, dòng cảm biến. Đấy, ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm thì nó sẽ sáng và nó sẽ kèm cho các bác là đai điếc các thứ đàng hoàng nhá. Có đai vít các thứ đàng hoàng. Đây. Có đai bắt được đàng hoàng các bác này. Đấy. Có đai rồi có cả điều khiển luôn các bác này. Có cả điều khiển luôn. Có cả điều khiển tắt bật luôn các bác này. Đấy. Có cả điều khiển tắt bật về nhà các bác lắp pin vào, đây là đai để bắt vít này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 590.000 thôi, 590.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mã quạt. Các bác lên cho em đó là quạt quạt tích điện nhá, quạt tích điện này. Đấy. Hàng của thương hiệu Makita như này. Rất chất lượng cho bác luôn. Đấy. Chạy cực kỳ là khỏe các bác nhá. Đấy. Nó sẽ có hai số các bác nhá. Hai số, số 1 và số 2. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Có thể ngoắt nghéo được như này, dùng thì rất là đã này. Thời gian liên tục của nó có thể là mát được từ 5 đến 10 tiếng. Thì các bác tha hồ thoải mái cứ sạc pin vào là dùng cho em. Đấy. Sạc pin vào là dùng các bác, rất chất lượng luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt tích điện nhá. Đề phòng mùa hè mất điện này hoặc là nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, nhà có trẻ nhỏ cái thứ này. Mạnh lắm. Đây. Các bác nghe cái tiếng gió nó chém nó thấy đã rồi. Đường kính của cái giọ này thì vào khoảng là 25 cm. Đấy. Và có sẵn cho các bác một quạt một pin như này nhá, một quạt một pin như này. Đó, thì các bác về cái thế là mình dùng thôi, rất là tiện luôn. Nên mã giúp cho em đó là quạt tích điện nhá, quạt tích điện, một quạt một pin, kèm cho các bác là một quạt một pin và một một cái cáp sạc luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn nhá, một đốc sạc như này luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn. Hàng của thương hiệu Makita, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, các bác thấy chưa? Makita made in Japan này. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cả kèm cả đế sạc như này luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên mã giúp cho em đó là cái này là quạt tích điện à. Lên cho em là quạt tích điện 380k nhá, 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đấy, 140.000 thôi, 140.000. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây thắt lưng cá sấu rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Dây thắt lưng cá sấu đẹp như này. Đó. Màu của nó sẽ là màu nâu như này. Đấy, màu nâu rất là đẹp như này. Và ưu điểm của con này có cho các bác là hai cái mặt cá sấu rất là đẹp luôn. Hai mặt cá sấu này. Hai cái mặt cá sấu tuyệt vời như này. Các bác có thể dùng để mình thay tháo, mình sử dụng dần năm này qua năm khác nhá. Đấy, rất là ăn khớp luôn, rất ăn khớp luôn. Tông màu tông miếc rất đẹp luôn các bác này. Đó, đây. Các bác thấy chưa? Đó. Chất da siêu mềm luôn. Hàng đựng trong cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà thôi rồi luôn.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Khóa kiếc của nó thì cực kỳ là ngon rồi, khóa kiếc thì không thể chê vào đâu được các bạn này. Đây, khóa của nó này, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Đây, đấy, khóa của nó đây. Rất là ngon luôn các bác nhá, nó rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mại, đựng trong một cái hộp da luôn. Đựng trong một cái hộp da bóng đẹp như này các bác này. Đấy, một cái hộp da xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất là ok nhá. Lên cho em là cá sấu hộp, giá sẽ là 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ dao vỉ dao 12 con nhá. Một vỉ dao gọt hoa quả như này 12 con. Một vỉ như này 12 con nhá, giá sẽ là 40k. Đó, 40k lên cho em là vỉ dao nhá. Vỉ dao 12 con, vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000. Vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. 40.000 cho vỉ dao 12 con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Đấy. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho con bình 20 như này. Đấy, lên cho em là bình 20. Dung tích của nó là 2 lít, giá thì chỉ có 80k thôi. 2 lít cả vỏ inox 304 dùng chuyên để đựng nước lọc, nước uống, đồ nước lạnh thì em. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý. Rồi lên mã giúp cho em đó là bình 20. Rồi ok. Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về dày dẫn chắc chắn hơn. Hàng của công ty dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này. Và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà. Giá của nó sẽ là 250k. 250.000. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 m chiều dài của nó thì khoảng từ 1m3 đến 1m tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lắp cái này vào đây chưa? Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1m tầm khoảng 1m 2m3 rồi. Đấy, các bác lắp cái này vào chưa? Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào cho em là xong. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi, à 250.000. đây, khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây vắt rất là ngon luôn các bác nhé, vắt rất là ngon luôn, các bác theo đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây vắt rất là ngon luôn các bác theo. Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Các bác này. Rất ngon lành luôn đó nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu đã con này điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà. Giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn, rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bạn.
Đấy, 250.000. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop, đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy này các bác này. Đấy. Có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này. Giá sẽ là 40k, 40k cho một cái súng keo nến như này. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới, đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin thì các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nha. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, alo. Đó. Thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây. Thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo, đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đây, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy. Tắt đi cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm, đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc, hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là 4 cữ này, một bộ bao gồm 4 cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhé, không ăn da. Đây các bạn này. Đấy, không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này, cữ này thì các bác chỉ cần là đẩy cái cữ này vào cho em là xong này. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đấy cho nó phù hợp nhá. Đây. Đây nó sẽ có cái phần đẩy đấy, các bác ấn vào đây cho em này. Đấy. Ấn vào đây là nó sẽ đẩy cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái đây nó có cái cá ở đây. Đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy. Về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy. Đây.
cái cá này của nó thì khá là chặt nhé, cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút, hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy, đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy, khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này, sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em, nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy thì nó mới ăn các bác này. Đấy, và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 6-12 đây, 6-12 đây. Đấy thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 6-12, một bên là 6-9 này. Đấy, nôm na nó là như thế thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, bảo chị em. Hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là Thunder Philips nhá, Thunder Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ Thunder Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, Thunder cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái súng các bác lên mã giúp em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhá, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhá, các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên theo là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn đây các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh này. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000, 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào xem này. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình ấy nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá, máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác. Đấy. Các bác thấy không? Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy, chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nhá. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này. Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong cái khu vực như là tủ bếp này rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán mẹ, dán con rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này, 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này hoặc là xúc gạo này,
xúc thực phẩm, thức ăn này, rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy, lên cho em là môi xúc đá, môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy, môi xúc đá lạnh ấy, đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhá, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhá. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này. Nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhá. Đấy, lên theo là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy, cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy, thì con này các bác dùng để mình đo vôn rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đấy, các bác cắm vào đây cho em, cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đồng hồ này, thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn nhá, đo vôn, đồng hồ đo vôn, vôn kế, đồng hồ vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm kẹp dòng. Giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kìm kẹp dòng như này. Đấy, 230.000, con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 190.000. 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k. Đó. Đây. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này. Đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức giúp các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ bao gồm 1 2 3 4 5 6. 6 cái tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3 năm lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn. Sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này, treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi lờ gì đâu nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40k, hàng siêu sáng luôn. Công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng, 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm.
rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác lên cho em đó là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy, hình quả bầu quả bí như này rất là đẹp luôn. Đó, hũ tam bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy. Lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này. Nhấn này tam sẽ lên. Rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống nha. Lên cho em là hũ tam bầu nhá. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là hũ tam bầu nhá. Hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 canh thôi. 120.000 cho cái hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tam bầu vàng và tam bầu đồng nhá. Tam bầu vàng và tam bầu đồng. Giá sẽ là 120.000 một chiếc, 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bạn. Đồng hồ mini nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó thì vào khoảng là 20 cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em nhá. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá, đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi, bằng nhựa và nó là kính. Đấy, kính BK như này. Rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây, 20 cm nhá, nhỏ 20 cm thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi các bác nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, giá sẽ là 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này, đồng hồ treo tường. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy các bác theo. Đây. Đồng hồ kim trôi như này. Dùng rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi ok. Hello, chào các bác nha. Các bác xem kênh và yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái quạt năng lượng mặt trời nhá. Đấy, các bác lên trên là quạt năng lượng mặt trời. Con này thì nó sẽ có pin tích và nó sẽ dùng là hai chức năng. Một là các bác dùng qua cái đốc sạc này cho em này, qua cái củ sạc này. Hai là các bác dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì rất là ok nhá. Thì em sẽ đo cả kích thước cả quạt cả pin cho các bác xem. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 900.000 nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng công ty. Cho nên là bên em bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm, bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, bên trong của nó là cái pin 18650 thì các bác có thể tích điện rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì em bảo hành cho các bác là 1 năm và bảo hành cho bác là thời gian mà mát liên tục nha, thời gian chạy liên tục nha. Khi mà các bác sạc đầy pin là từ 6 đến 8 tiếng, từ 6 đến 8 tiếng nha. Thì đầu tiên em sẽ đo kích thước của quạt này. Lồng quạt sẽ là 36 nhá. Lồng quạt là 36 và chiều cao là gần 40. Đấy, và chiều rộng của cánh là 26, chiều rộng của cánh là 26. Đó, rất mát luôn các bác này. Đây, công tác đây. Đấy, bật lên cho em này. Rất mát luôn nhá. Và con này nó sẽ là dòng có điều chỉnh chiết áp nhá, rất là mát luôn. Đấy, rất mát luôn. Có điều chỉnh chiết áp này. Và cánh của nó sẽ là dòng cánh thép nhá. Dòng cánh thép thì khi các bác dùng nó rất là bền bỉ đấy. Các bác xem em tắt rồi mà cái độ trớn của nó như này thì các bác yên tâm. Dòng của nó là cánh thép như này. Đấy, công tắc này. Ở đây thì sẽ có chân cho các bác là cắm
chân sạc này của USB này, hoặc là các bác có thể cắm sạc trực tiếp này. Đấy, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời này, tấm pin năng lượng mặt trời đây. Cái tấm pin này của nó thì cái chiều dài của nó sẽ là 40 nhá, chiều dài là 40 và chiều ngang là 35. Đấy, chiều dài 40, chiều ngang 35. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Có bo nhôm như này, có bo nhôm như này các bác này. Đấy. Thì các bác cứ cắm trực tiếp vào trong trong cái phần lỗ pin này cho em này, cắm trực tiếp vào phần lỗ pin này mình sử dụng thôi. Đây, cắm ở đây cho em. Đó, bật lên này. Rất tít luôn các bác nhá, rất là mát luôn. Đó. Đây, rất mát luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái con sạc này nhá, một cái con sạc này. Đấy, nếu mà khi các bác nhận được hàng nhá, khi các bác nhận được hàng ấy mà ví dụ như con pin năng lượng mặt trời này mà nó hết pin mà các bác muốn test quạt thì các bác cứ cắm trực tiếp con này vào cho em, cắm điện 220 thì các bác sạc cho em nhá. Sạc đầy thì con này các bác sẽ sử dụng cho em trong vòng là từ 6 đến 8 tiếng bảo hành cho bác luôn. Đấy, lưới của nó rất là dày này, lưới dày chắc chắn và đai của nó là hàng đai cao cấp, đai xịn của trên thị trường hiện nay nhá. Đấy, và có thể tùy chỉnh như này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này các bác này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 900.000 các bác nhá, 900.000. Lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng mặt trời giá sẽ là 900k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời nhá. Quạt năng lượng mặt trời này. Đây. Quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng nhá. Đấy, quạt năng lượng. Giá của nó sẽ là 900k nhá. 900k cho con quạt năng lượng mặt trời như này. Quạt năng lượng giá sẽ là 900.000. Đó. Quạt năng lượng tấm pin nhá. Quạt năng lượng tấm pin. Đấy. Tấm pin. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm, giá sẽ là 900k nhá. Đấy, 900k. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm 900.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm rất hay, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là bên shop về một cái mã rất hay các bác. Đấy, là cái mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cam nhá. Đấy, chuông cam thì nó có tắt bật ở đây các bác này, có tắt bật ở đây. Đấy. Các bác không dùng nữa thì các bác tắt đi cho em. Đấy, các bác dùng thì các bác bật lên. Lên mã giúp cho em là chuông cam. Cái này thì các bác cứ treo vào móc chìa khóa cho em nhá, treo vào móc chìa khóa cho em. Đấy. Thì khi mà các bác sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là huýt sáo này. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, khi huýt sáo nó kêu thì là cái chìa khóa mà các bác để ở đâu thì nó kêu là nó sẽ có tiếng chuông lên và có đèn báo như này là mình sẽ biết các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất nhạy luôn nhá. Đó, thì các bác lên cho em là chuông cam nhá, giá thì sẽ là 25.000 trong cái chuông cam như này. Đấy, lên cho em là chuông cam này, chuông cam giá của nó sẽ là 25k một chiếc nhá, 25.000 trong cái chuông cam. Đó, thì con này nó có sẵn pin ở trong rồi, các bác về các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em. Đấy, huýt sáo là nó sẽ kêu thôi. Đấy, bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên, huýt sáo là nó sẽ kêu. Đấy, các bác bật nguồn lên cho em. Đấy, bật nguồn lên xong bấm cái nút này một lần cho đèn nó nháy nhá. Thì các bác huýt sáo là nó sẽ kêu. Đấy, thì cái này nó sẽ là cái công tắc để các bác nhấp lần đầu tiên. Đó. Đấy, rất là nhạy luôn các bác nhá. Đó. Đó. Tắt đi này, bật lên này. Đó. Lên thì em là chuông cam giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái chuông tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu thôi nhá, hộp lưỡi câu. Đấy, một hộp này của nó thì hàng của Nhật này. Một hộp này của nó sẽ là thép trắng không gỉ và một hộp này là hình như là 100 lưỡi các bạn, hình như là 100 lưỡi. Đấy, một hộp này nó vào khoảng là 100 lưỡi gì đấy các bác nhá. Đấy, rất nhiều luôn. 100 lưỡi và kích thước của nó thì nó sẽ là từ lưỡi 3 đến 12. Đấy, từ số 3 đến 12 nhá. Đấy, hộp 100 lưỡi từ số 3 đến số 12. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k thôi. 15k cho một hộp 100 lưỡi như này. Đấy, 15k cho một hộp 100 lưỡi như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, không đi đâu mà các bác mua được 15.000 cho một hộp 100 lưỡi câu như này đâu. Đấy. Hộp này không biết là nói chung là em cũng không đếm đâu thì nó vào khoảng là từ 60 đến 100 lưỡi nôm na là như thế nhá. Không nhiều bác về các bác đếm kỹ quá thì nó khó ra. Lên mã cho em là hộp lưỡi câu giá sẽ là 15.000 thôi. 15.000. Đấy, nó sẽ là từ 60 đến 100 lưỡi nhá, từ 60 đến 100. Đấy, chứ em không có đếm chính xác. Nhiều lúc về các bác thắc mắc nó ngại lắm tại vì cái giá nó quá rẻ rồi. 15.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Đấy, 15.000 các bác nhá. Lên cho em là lưỡi câu. Lưỡi câu giá sẽ là 15k. Đó, lưỡi câu giá sẽ là 15.000 các bác nhá. 15.000 cho hộp từ 60 đến 100 lưỡi. Số kích thước của nó thì sẽ là từ 3 đến 12 luôn. Đấy, từ 3 đến 12 các bác dân chuyên câu là các bác biết rồi. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cần câu đây ở đây thì nó ghi là 2m7 này.
thằng câu 2m7. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Dài là 2m7, khá là dài luôn. Nói chung là con càng này thì rất là gọn. Khi mà các bác sập vào thì nó vào khoảng là đi 60 phân này các bác. Đấy, con này dùng rất là thích luôn các bác thấy không? Đấy. Càng siêu mềm luôn nhá, càng siêu mềm luôn, dùng rất là đã. Đó. Và nhấm vào thì nó vào khoảng là đi 60 phân, 60 sen các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, con này dùng rất là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho một cần câu Nhật bằng sợi carbon nhá. Đấy, nó sẽ là hàng bằng sợi carbon. Cho nên là dùng rất là đã luôn các bạn, hàng bằng sợi carbon luôn. Các bác dùng thì chấm hết luôn các bạn, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đem bán giúp cho em đó là cần câu Nhật nhá. Cần câu Nhật giá sẽ là 120k. Đấy, cần câu Nhật 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ led nhá, đồng hồ led đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái đế chân như này này. Và một con đồng hồ rất là to luôn. Con này thì to dài thoải mái cho bác sử dụng. Kích thước của nó thì nó sẽ là chiều dài là 22, chiều cao là 8 và cả chân ấy thì vào khoảng là 10 cm. Đấy. Và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái cáp cắm này luôn. Sẽ có sẵn cái cáp cắm như này các bác này. Đấy, cáp cắm như này. Thì các bác chỉ cần là cắm vào cái chân này cho em này. Đấy, cắm vào cái chân này cho em. Sau đó thì mình cắm vào cái cổng USB nhà mình. Đấy, các bác cắm vào cái cổng USB nhà mình nhá. Đây là cái chân của nó này. Đấy, cái chân của nó đây. Về nhà các bác là cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em là xong. Đó, đây. Các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Là nó sẽ lên đèn con này. Đấy, đây. Rất là rõ luôn các bác nhá. Rất là rõ luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là cập nhật cho các bác là nhiệt độ này. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi thời gian. Đấy, và nó sẽ có cho các bác các cái nút điều khiển ở đây nhá. Có nút điều khiển ở đây cho các bác sử dụng luôn. Đó. Set up cài đặt cho các bác đầy đủ luôn nhá. Đấy. Ngày giờ nhiệt độ, độ ẩm các thứ đầy đủ cho các bác luôn, nhìn rất là rõ luôn nhá. Đây, đấy. Giá thì bên shop đang đây, nhiệt độ của nó đang là 31 độ C này. Đấy, độ ẩm này. Đấy, ngày giờ nhiệt độ, độ ẩm đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Tên mã giúp cho em đó là đồng hồ led to nhá, đồng hồ led to, loại này loại to luôn. Đồng hồ led to giá sẽ là 110.000 cho con đồng hồ led to như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Ngoài các bác dùng bình thường thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy, dùng làm đèn ngủ rồi báo thức các thứ đầy đủ luôn. Cập nhật nhiệt độ, độ ẩm, đồng hồ led to 110k nhá. 110.000 cho con đồng hồ led to như này. Tiếp theo thì lên cho bác sản phẩm đó là cái khay đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay cà phê 25.000 cho một chiếc này nhá. 25.000 cho một chiếc khay cà phê này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng rất đẹp và giá rất hợp lý các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Đấy. Bộ máy khoan mini chạy bằng pin. Đấy, sẽ bao gồm một máy khoan như này. Đấy, một máy khoan. Đấy, một máy khoan như này. Có đảo chiều nhá và có thể là xoay từ hình khẩu súng sang cái hình thẳng như này được. Tiện không? Đấy, rất tiện luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này. 30 đầu vít ngắn này. Đấy, 30 đầu vít ngắn này. Kèm thêm cho các bác là rất là nhiều chi tiết khác đi kèm nữa. Đấy. Rất là nhiều các cái chi tiết khác đi kèm. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây. Đấy. Đầu khẩu, đầu vít này, tay nối dài này, đầu mũi khoan này. Đấy. Rất nhiều chi tiết luôn nhá. Giá thì cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Đấy, khoan mini. Giá sẽ là 180.000 cho cái hộp khoan mini này, tiện ích luôn. 180k. Lên cho em là khoan mini. Khoan mini giá sẽ là 180k nhá. Khoan mini giá sẽ là 180k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác đừng tiếc em cho em xin một nút like nhá. Nút like đăng ký kênh để lấy tương tác các nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhá. Lên cho em là nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái nồi lẩu rất là to luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu được hết các bác này. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít, điện 220V, công suất 1.300W. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một nồi như này. Một nồi liền như này luôn nhá. Vung của nó thì là vung kính cường lực nhá. Vung kính cường lực này về nhà các bác lắp cái nắp này vào cho em này. Lắp cái nắp này vào này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nồi lẩu như này. Đấy, một cái nồi lẩu như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Khay hấp này ví dụ các bác cho nước này, cho nước, cho bia, cho đồ hấp xuống dưới này. Cho nước xuống dưới trong đó thì các bác cho cá, cho tôm, cho các loại thực phẩm lên đây. Đấy, nồi rất là dày luôn.
và hàng này của nó sẽ là hàng tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính cực kỳ là tốt luôn, các bác dùng cực kỳ là an toàn. Đấy, hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Osaka nhá, của thương hiệu Osaka. Đấy, quai kiếp cực non, cực kỳ là ngon luôn. Đây là cái nút điều chỉnh của nó đây. Đấy, phím nguồn đây, con nguồn với con điều chỉnh đây. Lên mã giúp em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nồi lẩu Osaka, giá cực tốt luôn. Đây. Hàng của thương hiệu Osaka này. Giá của nó sẽ là 390 à. Lên em là lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka này. Osaka. Giá sẽ là 390.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho bác một con nồi lẩu như này. Cái này thì bên em bán cả 1000 con rồi, các bác yên tâm sử dụng nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái mẫu dầu gội đầu Clear. Đấy, Clear Men có màu xanh và màu trắng này, Clear Men màu xanh và màu trắng. Giá thì sẽ là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đó, 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear nhá. 90k đó, hàng thì hàng của thương hiệu Clear. Đấy, Clear Men và sản xuất ở Thái Lan nhé, sản xuất Thái Lan, dung tích của nó là 450ml các bác nhá. Đấy, hàng made in Thái Lan các bác nhá. Đây, sản xuất ở Thái Lan này các bác này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, mà hàng Thái Lan thì nó vượt trội hơn nhiều so với hàng của Việt Nam mình các bác nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này. Đó, made in Thái Lan, Bangkok Thái Lan đây. Đó, giá sẽ là 90.000, có màu xanh và màu xanh đậm và màu trắng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình thể thao nhá. Con này thì đang giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Đấy, một con bình thể thao như này. Đó, bình dung tích là 1 lít nhá. Dung tích của nó là 1 lít. Hàng inox 304 dung tích 1 lít. Có lưới lọc này. Đấy, su 304 này. Đấy, su này còn su 316 luôn nhá. Su 316 còn chất hơn cả su 304. Đấy, có lưới lọc như này và có quai đeo bằng da rất là đẹp như này các bác nhá. Đó, có quai đeo này các bác mang nước đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều ok hết nhá. Dung tích là 1 lít luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60k thôi. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Giá của nó sẽ là 60k thôi nhá. Giá thanh lý 60.000, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái lên mã giúp cho em đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Đây, vòi xịt vệ sinh như này. Đấy. Hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một đầu vòi xịt 1 dây. Đấy, một đầu vòi xịt 1 dây và một giá đỡ. Đây, combo cho các bác luôn. Một đầu vòi xịt như này, một đầu vòi xịt này, một dây một giá đỡ. Đấy, dây của nó thì dây chống rối nhá, có ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Combo cho các bác một bộ như này. Lên cho em là bộ dây vòi xịt vệ sinh. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh inox như này nhá. Đấy, dây dài thì từ 1m2 đến 1m5. Có lô về 1m2, có lô về 1m5, đầu xịt inox. Đấy, đầu xịt bằng inox hết nhá. Hàng inox 304 của thương hiệu Osaka. Đây các bác này. Đấy, Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Osaka Japan có này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực chất rồi. Chỉ có cho các bác là 90k thôi. Dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo như này. Đó, các bác lên cho em là vòi lavabo. Giá của nó sẽ là 420.000 cho cái vòi lavabo như này. Đấy, cái này thì các bác lắp vào chậu rửa mặt nhá. Lắp vào chậu rửa mặt cho em. Đó, nó cũng chia ra làm hai đường nước như này các bác này. Đấy, đây, hai đường nước như này. Lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420k nhá. 420k. Đó, 420.000 cho một con vòi lavabo này về lắp vào chậu rửa mặt, các thứ rất là ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũi khoan nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này, một hộp bao gồm là 5 mũi. Đấy, 1 2 3 4 5 mũi nhá. À 6 mũi thì nó sẽ có là 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110k cho hộp mũi khoan đỏ này nhá. 110.000. Thép của nó là thép gió phủ titan, thép gió phủ titan. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn, thép gió phủ titan siêu bén cho các bác luôn nhá. Giá sẽ là 110.000. Đấy, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Giá thì sẽ là 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng như này nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Kabushi Japan của Nhật. Đấy, nó sẽ có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Tổng của nó là 5 mũi nhá. 5 mũi giá sẽ là 110k. 110k cho hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Đấy, 5 mũi khoan đa năng, 110.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái bộ khẩu 12 nhá. Bộ khẩu 12. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 12 chi tiết. 12 chi tiết bao gồm 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. Đấy.
10 đầu khẩu. Hàng thì chất lượng thì miễn bàn rồi, chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi, 160k cho cái bộ khẩu như này. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua cho em một tay công này đã phải mất đi khoảng từ 100-120.000 rồi. Đây mà cả bộ như này, bao gồm cả đầu khẩu, cả đầu công, cả đầu nối dài như này nhá. Đấy, cả tay công, cả tay nối dài như này các bác. Đấy, đây tay nối dài này. Đấy, 10 đầu khẩu từ 8-24 nhá, khẩu phổ thông từ 8-24 luôn. Đó, rất là ngon nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh đảo chiều luôn. Các bác mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình hoặc mua làm thợ làm nghề sửa chữa đều ok hết. Giá thanh lý cho các bác 160.000 thôi, 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ rỉ vàng như này. Đấy, nó sẽ là một cái chổi cọ rỉ như này. Thì các bác dùng để mình kỳ cọ rỉ các bác này. Đấy, các bác cọ này cho em này. Đấy, cọ này cho em. Mình đánh rỉ, đánh chiếc hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó. Lên cho em là chổi cọ rỉ vàng. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái chổi cọ rỉ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Đấy, một con cưa lách rất là ngon như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, một con cưa lách. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cưa lách bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một con cưa lách như này thôi. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Cưa lách dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bịch giấy giấy ướt các bác nhá. À, đây nó sẽ là một bịch giấy ướt, cái giấy này để các bác dùng để mình lau. Cái này lau cái gì đấy? Hả? À, cái này là giấy lau bếp nhá, giấy lau bếp này. À, giấy lau bếp như này, nè. Lau đi xuống lấy cái băng dính trắng dám nào, con mình cắt đứt cả ra như này rồi. Đây cả hai bịch này, lau khô đi lấy băng dính trắng dám nào. Lên cho em là giấy lau cái gì đấy? Giấy lau dầu mỡ nhá, giá sẽ là 25.000 các bạn. 25k cho một bịch là giấy lau dầu mỡ như này, 25.000. Đấy, thì đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây em vừa ghi nhá, vừa ghi bằng mực 25.000 nhá. Đây. Các bác lau này. Đấy, về nhà các bác lau là nó sẽ rất là sạch luôn. Đây các bạn này. Đấy. Lau sạch luôn các bạn này, nó tẩy rất là sạch luôn. Đấy, nó chất chảy tự nhiên rất là sạch luôn các bạn này. Đấy, tẩy rất là sạch luôn. Rất là sạch các bạn này. Đó. Thì giá sẽ là 25k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Và lấy những cái cá sấu dày đây nè. Cá sấu hộp này thì đây nó sẽ là một cái bộ thắt lưng cá sấu như này. Đấy, đựng trong hộp rất là đẹp luôn, giá sẽ là 150.000. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đầu nhá, hai cái đầu như này. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình thay đổi khi cái đầu này nó hỏng hoặc là nó cũ thì các bác thay cho em. Đấy, bộ hai đầu như này, hai đầu như này và giá thì sẽ là 150.000, bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng và hai đầu này luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đây. Vân da cá sấu rất là đẹp luôn này. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp như này. Lấy cái ví luôn. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp này, rất là mềm. Ví cá sấu này. Đấy, đây. Các bác này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá, 150.000 cho cái cá sấu hộp như này. Ngoài ra thì bên em có cái cá sấu rời nhá. Cá sấu rời thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho cái cá sấu rời như này. Xem giá mấy cái này luôn. 80.000 cho cái cá sấu rời như này các bác này. Đấy, 80.000 cho cái cá sấu rời như này ghi vào cho anh. 80.000 cho một con cá sấu rời như này nhá. Cá sấu rời này 80.000 này, còn cá sấu hộp này 150.000 này. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái cá sấu cao cấp nhá. Các bác lên cho là cá sấu cao cấp này. Thì đây nó sẽ là ví này. Đấy, cá sấu cao cấp. Ví này thì giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái ví như này. 290.000 cho một cái ví như này nhá. Đấy. Và thắt lưng thì cũng đây cũng là thắt lưng cá sấu cao cấp này. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu như này. Đó. Màu đen màu nâu như này. Đây, có hai màu, màu đen và màu nâu. Và cái giá thì cũng rất là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Hàng cao cấp thì giá cao cấp nhá. Đấy. Cái này thì em sẽ bao là cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 390.000. 390.000 cho cái cá sấu như này nhá. Cái này bao nhiêu? Tên nó là gì đấy? 390.000 một chiếc nhá. Đấy, 390.000 một chiếc. Đấy, bao cho các bác cái này thì nó sẽ là cá sấu thật 100% luôn. Đó, mặt miếc rất là đẹp nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, mặt miếc rất đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp 390.000. Đó. Các bác nếu mua combo một ví một thắt lưng như này thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Còn nếu mua combo một ví một thắt lưng giá sẽ là 650.000, đấy là cá sấu cao cấp nhá.
Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì 150.000. Còn cá sấu rời này, con này thì các bác lên cho em là cá sấu rời thì giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá, cá sấu rời. Đó, thì nó có mấy loại cá sấu như vậy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Dầu gội phủ bạc của Nhật, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan này, các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Hàng của Nhật này thì các bác nên mua mà sử dụng nhá. Các bác đừng... Cái gì 45? Các bác đừng mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường nhá. Đấy, cứ mua hàng Nhật của em mà xịn mà dùng. Đó. Combo cho các bác thì một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một lọ dầu như này. Nếu mà nữ thì gội từ 5 đến 7 lần, còn nam thì gội từ 10 trên dưới 10 lần nhá. Đó, trên dưới 10 lần một lọ như này. Đấy thì tính ra là vào là 3280 thì 10 lần thì mỗi lần mất có 28.000 thôi. Đó, có cả đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, 280.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Các bác cứ mua hàng xịn mà dùng. Đây. Hàng made in Japan này các bác này, tem mác chữ Nhật này, made in Japan này. Đó, dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái xịt giảm đau nhá, xịt giảm đau 150.000 một lọ này. Cái này thì xịt giảm đau cực kỳ là tốt luôn, nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan các nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ là cao cấp luôn các bác nhá. Đó. Cái này thì giúp cho các bác là giảm đau rất là tốt luôn, giảm đau rất là tốt luôn và nó rất là mát. Đấy. Lên cho em giúp cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. Cái này thì cực kỳ là cao cấp luôn, dùng rất là đã luôn các bác. Đây em bóc thử cho các bác xem này. Đấy. Nó sẽ là một lọ như này các bác này. Băng dính đây dán cái này vào luôn. Đây, đấy nó sẽ là một lọ này các bác này. Đó, và đây thì cái này nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này các bác này. Cái nắp như này. Các bác là đau ở chỗ nào thì các bác xoa này chị em. Đấy, xoa này là cái nước dầu nó sẽ ra này. Đấy. Nước dầu nó sẽ ra như này. Và cái này độ nóng của nó rất là cao luôn. Xoay. Đấy, các bác này. Đấy. Các bác xoáy vào như này. Đấy. Cái này độ nóng của nó rất là cao và dùng rất là đã luôn nhá. Giá thì sẽ là 150.000. Hàng nội địa của Nhật, bao xịn cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm này. À, khăn mặt này. Khăn mặt như này. Giá thì nó sẽ là 50.000 cho một bịch 10 chiếc như này, mua lẻ 20.000 ba cái nhá. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 chiếc ba cái. Đó, còn mua cả bịch như này 10 cái giá chỉ có 50k thôi. 10 cái như này sẽ là bằng 50k nhá, 50.000. Đấy, 50.000 cho 10 cái như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn, 50.000 10 cái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. Chổi lau kính, giá sẽ là 45.000. 45.000 cho cái bộ chổi lau kính như này. Nó sẽ có một cái phần này để lau kính này, một phần này để kỳ cọ rửa này và có tay nối dài như này, lên cho em là chổi lau kính. Giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái bộ chổi lau kính như này, rất tiện dụng luôn. Đây, đầu chổi này, đầu này đầu lau kính này và ống nối dài cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Tăng đơ 9D như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Đây, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, một đầu tăng đơ như này các bác này. Đấy, một đầu tăng đơ như này. Lưỡi của nó là hàng ba lưỡi kép, cạo cực kỳ là bén luôn. Hàng ba lưỡi kép cạo rất bén luôn nhá. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác sử dụng đi kèm này. Đầu tiên nó sẽ có là một cái đầu mũi cạo râu này, một đầu mũi cạo râu này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác chà mình rửa mặt này. Đấy, massage mặt này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác dùng để mình chấn viêm, như cắt tóc chấn viêm. Đó, combo cho các bác rất nhiều món như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn. 95.000 các bác nhá. Giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là tăng đơ 9D. 9D này, giá sẽ là 95k. 95k cho tăng đơ 9D này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ, con này thì các bác dùng cho trẻ em rất là tiện luôn. Một bộ này của nó sẽ có bao gồm là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, 224 từ vựng khác nhau. Đấy, ví dụ như là các cái chủ đề như là học hành này, rồi gia đình này, rồi xe cộ, phương tiện động vật này. Đấy. Các rất nhiều chủ đề luôn các bác nhá, rất nhiều chủ đề luôn. Đó, thì đây, em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, bắt đầu thì mình sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì mình đấy, nhét thẻ vào này. Xe lửa. Train. Cái này thì nó vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh, rồi vừa có cả đây, vừa có tiếng Việt, tiếng Anh, vừa có cả ngôn ngữ luôn nhá. Xe cảnh sát. Police car.
Đấy, rất tiện luôn nha, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh nhá. Xe cứu thương. Đó, rất ok luôn. Một cái bộ máy đọc thẻ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác, cái giá chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 cho cái bộ máy đọc thẻ này. Đấy, rất nhiều chủ đề luôn các bác này. 124 chủ đề ngôn ngữ khác nhau. Đó, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80.000. Rồi ok.